Vậy có người khóc, có người ngã ra, có người phải cố gượng lại, có người thắc mắc như vậy không lẽ là bàn tay của ông đó có cái gì hả? Thế nên không có gì trên bên trong chúng ta có cái gì mới là quan trọng. Và anh em để ý, khi một sư chủ tòa tại đây mời tôi đến để cầu nguyện và sức dầu cho anh chị em, tôi cúi đầu xuống: Chúa, con nói cái gì? Bởi vì đây không phải là dịch bình thường. Thì liền cái ý tưởng mà Đức Thánh Linh đặt ở trong lòng tôi, một sự để riêng ra cho Đức Chúa Trời đó con. Khi đặt tay lên anh chị em từng người, và mỗi người tôi có lời cầu nguyện khác nhau, có phải vậy không anh chị em? Không phải tôi tự suy nghĩ ra để cầu nguyện, mà là tôi chờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời đấng ở trong lòng của chúng ta đó dạy cho tôi cầu nguyện cho từng trường hợp một. Và Thánh Linh Đức Chúa Trời sẵn sàng để làm công tác của Ngài, đó chính là Ngài hành động trong toàn con người của chúng ta. Thưa anh chị em có tin rằng lời Đức Chúa Trời có thật không? Lời anh David vừa làm chứng hôm đó rõ ràng, khi tôi hỏi anh, anh nói có ông mục sư có bớt, nhưng tôi nói là về nhà lạnh. Lý do tại sao vậy? Không phải là người chữa lành, mà là Giêsu đấng chữa lành. Giêsu chính là Đức Chúa Trời thành người. Ngài hy sinh mạng sống Ngài trên thập tự giá, dòng huyết Chúa Giêsu đổ ra
để rửa sạch tội ô của chúng ta, để cứu chúng ta, để mua và chuộc chúng ta, mang chúng ta trở về cùng Đức Chúa Trời. Vào thời điểm anh chị em tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình, ấy là lúc mà tâm linh của anh em thật sự được sự tái tạo và Thánh Linh Đức Chúa Trời thật sự đang ngự ở bên trong. Báp têm bằng nước là một lời công bố để xác định lại đức tin của cá nhân đó rằng tôi là con của Đức Chúa Trời thật sự. Đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Chúa Cứu Thế Giêsu để sống một đời sống mới, thưa anh chị em. Và đây cũng là lời nhắn nhủ cho các con cái Chúa vừa nhận báp têm bằng nước. Không ai chữa lành cho chúng ta được, chỉ có Chúa Giêsu. Không ai cứu chúng ta, đem chúng ta từ vũng bùn của tội lỗi, đem chúng ta về trong ngưỡng cửa của sự thiên đàng. Không ai làm được chuyện đó ngoại trừ Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài thi hành công tác này bởi mạng sống của Ngài đã thay thế cho cuộc đời của chúng ta. Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Thánh Linh Đức Chúa Trời ngự trong lòng anh em để làm gì vậy anh em? Để anh em nói được cái chữ Amen, Amen, Amen. Amen có nghĩa là gì vậy? Có nghĩa là tin, tin, đồng ý, đồng ý. Bây giờ tôi đọc quý vị nghe câu kinh thánh này. Rồi chuẩn bị Amen. Trong Ê-sai đoạn 55 từ câu 8 trở đi có lời chép: Đức Giê-hô-va phán ý tưởng ta không phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Vì mưa và tuyết từ trời rơi xuống và không trở về đó nữa, mà tưới nhuần đất đai, làm cho đâm chồi nảy lọc, để có hạt giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời của ta cũng vậy, đã ra khỏi miệng ta sẽ không trở về luống công, nhưng sẽ thực hiện ý ta muốn và hoàn thành việc ta giao. Tôi sẽ đọc lại một lần nữa, anh em cứ lắng tai nghe, chú ý đến những, có thể nói rằng điều kỳ diệu nằm trong lời của Đức Chúa Trời. Tôi đọc lại. Đức Giê-hô-va phán: ý tưởng ta chẳng phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, và ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Vì như mưa và tuyết từ trời rơi xuống và không trở về nữa, mà tưới nhuần đất đai, làm cho đâm chồi nảy lộc, để có hạt giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời của ta cũng vậy, đã ra khỏi miệng ta sẽ không trở về luống công, nhưng sẽ thực hiện ý ta muốn và hoàn thành việc ta giao. Gần như suốt đêm hôm qua câu kinh thánh này đeo theo tôi. Tôi thưa với Chúa rằng: Chúa, con tin rằng lời Đức Chúa Trời mà Ngài đặt, Ngài nói ra từ miệng của Ngài, Ngài không bao giờ lấy lại. Và khi lời Đức Chúa Trời được nói ra, công bố, thì được thực hiện theo ý muốn của Ngài và hoàn tất cái công việc mà Ngài muốn làm. Sự chữa lành như tôi tới Chúa ở đây nói, có thể nói rằng sự chữa lành là điều diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Như trong tối thứ sáu tôi vừa rồi tôi nói với anh chị em, cái xe không chạy gọi là xe hư. Người ta đâu có thể nói chiếc xe bệnh. Cái người mà giơ tay lên không được nói bệnh, hỏi sao bệnh đau tay. Đúng không nè? Ăn uống không bình thường, ngủ không ngon giấc gọi là bệnh. Đúng nè. Còn tâm linh cầu nguyện không được gọi là gì? Bệnh chứ gì. Nhưng mà bệnh cái này thì lấy cái gì chữa? Chắc không? Chúa chữa bằng cái gì vậy anh chị em? Bằng đức tin. Chúa đâu sao tôi không thấy? Làm sao đây? Hả? Có người đến hỏi vậy đó. Tôi nói: anh ơi, anh thấy Chúa anh chết liền á. Vì con người này phạm tội mà thấy Chúa chết liền đó. Tôi chỉ cho anh một chỗ mà anh nhìn vô anh không chết, mà anh hết bệnh nữa. Hỏi gì ông mục sư? Cuốc này nè. Chính lời của Đức Chúa Trời
cho chúng ta biết Đức Chúa Trời hứa cái gì. Chính lời Đức Chúa Trời dạy chúng ta biết cầu nguyện ra làm sao. Chính lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng trong Chúa có cái chi để chúng ta nhờ. Amen. Có nhiều người nói, ôi ông Dương ơi, tôi tin Chúa tôi không có nhờ gì đâu. Tôi nói thiệt không hả? Tôi hỏi từ nhỏ tới lớn lên, lúc lọt lòng má anh đó, cho đến tuổi này anh có kêu trời ơi không? Có sao một sự có chứ. Tôi hỏi tại sao anh kêu trời ơi? Đuối thua phải kêu trời ơi chứ. Vậy tại sao anh nói là không nhờ Đức Chúa Trời? Đúng không? Anh có thể làm ra tiền, anh có thể có mái ấm gia đình, nhưng mà lòng anh đêm hôm không bình an nè, anh kêu Chúa không? À ha, đúng ha. Anh chị em trở lại cuốn này, tôi đọc lại câu Kinh Thánh câu 11 để cho anh em. Thì lời của ta cũng vậy, đã ra khỏi miệng ta sẽ không trở về luống công, nhưng sẽ thực hiện ý ta muốn và hoàn thành việc ta giao. Đó là câu 11 của Ê-sai đoạn 55. Nếu được chiều hôm nay anh em về đọc hoàn tất Ê-sai 55, suy gẫm từng câu. Trong buổi trưa hôm nay chúng ta suy gẫm câu thứ 8 cho đến câu thứ 11 và tập trung vào câu 11. Câu 11 nói gì? Thì lời ta cũng vậy. Ở đây cho một ý nghĩa rõ ràng, Chúa dùng một cái hình ảnh là mưa, là sương được rơi xuống trên mặt đất. Nếu mưa và sương rơi xuống mặt đất mà không có chuyện gì xảy ra cả, chắc chắn Đức Chúa Trời chúng ta không làm chuyện đó đâu. Khi mưa được đổ xuống, khi sương được rơi từ trên trời cao xuống, anh em biết nó làm gì không? Nó làm cho mềm đất, nó làm cho tươi mới cây cỏ, nó làm cho xanh hạt, nó làm cho có cơm cho người ta ăn, nó làm cho người ta có thể sống ở trên mặt đất này. Và tương tự Kinh Thánh Chúa nói, khi lời của Đức Chúa Trời ra từ miệng Ngài mà được ban ra đó, y như vậy không bao giờ trở về gốc mà không thành đạt. Thưa anh chị em, Kinh Thánh muốn nói rằng khi lời của Đức Chúa Trời được nói ra, khi lời Đức Chúa Trời chúng ta nghe, chúng ta thẩm thấu ở bên trong lòng, chúng ta suy gẫm điều đó trong tâm lòng, nó giống như nó thẩm thấu vào trong máu của chúng ta. Anh chị em có biết chuyện gì xảy ra không? Khi đang công bố lời của Đức Chúa Trời thì lời đó mang kết quả rõ ràng. Sáng nay có thể nói là một buổi sáng tuyệt đẹp ở vùng phía Nam California. Có người sẽ nói chắc có lẽ ông nói không khí đẹp, ánh sáng đẹp, xin lỗi, bầu trời đẹp cũng có đẹp, mà đẹp là giải người này nè anh chị em. Đẹp là giải người này. Tại sao tôi dám nói điều này? Mà tôi chắc chắn là đẹp, vẻ đẹp. Bởi vì khi đặt tay, Thánh Linh của Ngài hành động cực mạnh trên cơ thể anh chị em. Tại sao? Kinh Thánh nói, khi chúng ta tin vào lời Đức Chúa Trời, nói lời Đức Chúa Trời, công bố lời Đức Chúa Trời, điều gì xảy ra thì lời đó vừa buông ra không bao giờ mất đâu anh chị em. Kinh Thánh Chúa đã nói như vậy. Có nhiều người nói rằng, ông sư, tôi cũng đọc Kinh Thánh vậy mà sẽ đọc tôi ngủ hoài. Thế nên này phải coi lại rồi nha, phải coi lại rồi nha. Ông sư, tôi cũng muốn cầu nguyện lắm mà sao được vừa cầu nguyện chút xíu cái là cái cụp cái đi luôn vậy. Từ đây coi lại rồi nha, coi lại thưa coi mình cầu nguyện cái chi, coi lại thưa xem là mình đọc Kinh Thánh, mình suy gẫm Kinh Thánh như thế nào. Vậy tôi hỏi rằng khi mà coi cái phim tàu đó có ngủ không? Suốt đêm ông sư không mệt đâu. Tôi nói phim tàu bà coi không mệt, mà Kinh Thánh có 5 phút rồi sau đó bà ngủ cái cụp, như vậy có vấn đề. Đúng không anh chị em? Tại sao? Bởi vì chúng ta thấy cái giá trị của lời Đức Chúa Trời. Có phải vậy không anh chị em? Bài học trong buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ học về sự chắc chắn hay là lời chắc chắn của Đức Chúa Trời. Bây giờ dân sự Chúa sẽ cùng giao xem trong Thi Thiên 119 câu 89. Hãy xem trong Thi Thiên 119 câu 89. Tôi đọc cho dân sự Chúa nghe câu Kinh Thánh cực kỳ tuyệt vời này. Chúng ta bắt đầu. Lại Đức Giê-hô-va lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. Câu 90, sự thành tín Chúa trường tồn từ đời nọ qua đời kia. Chúa đã lập quả đất và nó luôn vững bền. Theo phán quyết của Chúa, các điều đó còn đứng vững đến hôm nay. Về nhà nghiền ngẫm dùm tôi câu Kinh Thánh này. Lại Đức Giê-hô-va lời Ngài được vững lập đời đời ở trên trời.
Con cái Chúa có nhớ lời Chúa Giêsu dạy khi các môn đồ của Chúa đến hỏi Chúa Giêsu: "Thầy ơi, cầu nguyện làm sao?" Chúa dạy cho họ, và trong đó có câu này nè: "Ở đất như ở trời." Đúng cầu đó không anh chị em? Tôi biết hội thánh đây ham mến lời Chúa lắm, chắc chắn không? Ai nói câu đó? Chúa Giêsu. Thi Thiên 119 câu 89 nói gì? Đời lời của Đức Chúa đều được vững lập đời đời ở trên trời. Lời của Chúa được vững lập đời đời trên ngôi của Ngài. Ngôi của Ngài là cõi trời, còn cái mặt đất này là cái bệ chân của Ngài. Chúa Giêsu nói mang cái ơn huệ của Đức Chúa Trời trên trời lại hứa xuống đây nè anh chị em. Cõi trời bình an thì lòng mình bình an. Cõi trời của sự tươi mới thì lòng chúng ta có sự tươi mới. Chúng ta đang đứng ở một vị trí làm con trai con gái của Đức Chúa Trời, đủ tiêu chuẩn để hưởng lấy ân huệ của Đức Chúa Trời. Thưa dân sự, Kinh Thánh Chúa dạy trong Thi Thiên 119 câu 89 rất tuyệt vời. Lúc tôi còn nhỏ tôi suy gẫm câu Kinh Thánh này, tôi lặp đi lặp lại, có một bài hát để viết về bản lời của câu Kinh Thánh này cho những con cái Chúa hát. Lời Chúa được vững lập đời đời ở trên trời, đời đời ở trên trời, đời đời ở trên trời. Tại sao đời đời ở trên trời? Bởi vì Cha thiên đàng của chúng ta ở trên trời. Quý vị sẽ nói rằng Chúa Giêsu ở dưới đất mà. Tôi nói Đức Chúa Trời trời thành người đó, xuống đất đó. Có người sẽ hỏi rằng Chúa Giêsu đến mặt đất để làm gì vậy? Thưa anh chị em, Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời thành người, xuống để sống với chúng ta, chết cho chúng ta và sống lại để cứu chúng ta. Kinh Thánh Chúa dạy chúng ta biết điều này. Có phải vậy không thưa anh chị em? Một câu Kinh Thánh nữa để dân sự của Chúa vững vàng ở trong lòng tin, trong bước đường chúng ta đi theo Chúa. Trong Ê-sai đoạn 40 câu thứ 8. Ê-sai 40 câu thứ 8 nói như thế này: cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời. Quý vị có biết đây cũng chính là những câu Kinh Thánh tôi yêu thích lúc còn nhỏ. Cái thời đi học ở trường đại học sư phạm ở Sài Gòn, cái giờ mà tôi vào trong thư viện để nghiên cứu đó, thì tôi lấy cái bút tôi viết trên cái chỗ mà tôi ngồi đó, tôi đây: cỏ khô hoa rụng, lời Đức Chúa Trời còn mãi đời đời. Cỏ khô hoa rụng nhưng mà lời Đức Chúa Trời còn mãi đời đời. Qua tuần lễ sau tôi bước vào đó, cũng cái chỗ đó tôi ngồi, tôi thấy có ai đó ghi, có thiệt không ha? Tôi lấy dưới tôi làm thêm một câu nữa: có thiệt nè ha, anh chị em có thiệt ha? Nếu không có thiệt ha sao chúng ta được đổi đời? Nếu không có thiệt khá, tại sao chúng ta được sự tiếp cận của Chúa? Nếu không được khá, tại sao chúng ta được sự chữa lành? Nếu không có thiệt khá, tại sao chỉ có cầu nguyện thôi, ngã cơ bịch bịch bịch? Anh em thêm đi. Đúng không nè? Lời Đức Chúa Trời cực kỳ đơn giản. Nói lời Đức Chúa Trời, hiểu lời Đức Chúa Trời trước, nghiền ngẫm lời Đức Chúa Trời, sống với lời Đức Chúa Trời, ôm ấp lời Đức Chúa Trời, đưa lời Đức Chúa Trời vào và nói lời Đức Chúa Trời. Mọi điều thay đổi trong cuộc sống của chúng ta. Anh David hình như anh muốn kiêng ăn cầu nguyện 20 ngày hay là 40 ngày. Anh cứ hỏi mãi tôi việc này. Tôi nói được, hẹn ngày. Hẹn có khi nào mà 40 ngày đó là tôi sẽ rủ anh kiêng ăn cầu nguyện 40 ngày 40 đêm. Thế anh chị em biết, ăn trễ là đói rồi, đúng không nè? Chân này đã dính chân kia rồi. Ăn một ngày 3 bữa, 10 giờ đêm là gọi là ăn thêm, ăn double. Huống gì mà kiêng ăn? Có người nói kiêng ăn không nổi một chứ. Tôi nói được, được hết chứ không có gì đâu. Mà dân sự của Chúa biết chuyện gì xảy ra khi chúng ta kiêng ăn nhiều ngày không? Đến ngày 18, 19 cơ thể vẫn bình thường. Thức ăn cứ để đó. No. Máy pha cà phê chùi sạch rồi cất, không sử dụng. Thời gian còn kiêng ăn nhiều ngày đâu có uống cà phê. Hả? Mà khi sáng, mỗi sáng tôi thức dậy đó, trong danh Chúa Giêsu con công bố đầu gối con đã phải vững, tăng sông máu ổn định. Trong danh Chúa Giêsu ta ra lệnh cho lượng đường huyết dừng lại đúng chỗ. Cholesterol nghe ta nói hãy nghiêm túc trong cơ thể này, bởi vì trong thân thể này đền thờ Đức Thánh Linh ngự bên trong. Tôi cầu nguyện, tôi công bố rồi, tôi còn hỏi có nghe rõ không? Trong danh Chúa Giêsu cờ đời đời nâng cao lên, tiếp tục thờ phượng Đức Chúa Trời. Nếu không phải là con cái Chúa thì nói ông này không bình thường. Nhưng mà tôi nếm cực kỳ bình thường. Sau đó nhảy hallelujah, hallelujah. Đi giảng kiên còn nguyện bình thường, trở về nhà bình thường. Tại sao vậy?
không phải sức lực của con người làm, nhưng mà quyền năng của vô song, của lời Đức Chúa Trời đang túc trực phía bên trong con người của chúng ta. Quyền năng vô song của Đức Chúa Trời ở trong con người bày trong của chúng ta, nuôi tâm linh của anh chị em và tôi. Có người nói kiên ăn cầu nguyện nhiều vậy chết sao mục sư? Tôi nói ăn nhiều mới chết á. Hỏi sao ăn nhiều thấy nào cũng bệnh rồi. Chiều nay về sẽ có người bớt đồ ăn lại. Hỏi sao? Nó ô vào vi. Thưa dân sự, Kinh Thánh nói là rất thật. Thưa anh chị em, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Tôi tin lời hằng hữu của Đức Chúa Trời. Các tôi tớ Chúa tin lời hằng hữu của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin vào lời hằng hữu của Đức Chúa Trời. Tại sao tin như vậy? Là bởi vì Kinh Thánh đã nói như thế. Có người sẽ nói rằng lời Đức Chúa Trời quan trọng lắm hả ông? Tôi nói quan trọng lắm. Tại sao quan trọng? Tôi trả lời bởi vì đó là tiếng nói từ trong lòng của Đức Chúa Trời, nói ra để chúng ta biết được trong lòng Đức Chúa Trời có cái gì. Trong câu Kinh Thánh này, trong Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 1, ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Và cái chữ ngôi lời này muốn nói đến Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và toàn thể trong Kinh Thánh được gọi là lời Đức Chúa Trời, hay cụ thể là mô tả về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như vậy toàn bộ Kinh Thánh cho chúng ta biết tấm lòng của Đức Chúa Trời có cái gì, và sự chữa bệnh nằm ở trong đó, sự hưng thịnh nằm ở trong đó, bình an nằm trong đó, sự giải cứu nằm trong đó, và được thể hiện bằng giấy trắng mực đen cho chúng ta. Kinh Thánh đã nói điều này. Điều mà chúng ta học trong buổi sáng hôm nay là lời chắc chắn, là lời không bao giờ thay đổi. Thưa dân sự của Chúa, điều tôi khích lệ anh chị em và tôi, khi chúng ta suy gẫm lời Đức Chúa Trời như câu Kinh Thánh đoạn 6 câu 63 mà trong tối thứ 6 tôi trình bày cho anh chị em, người ta thắc mắc đó Chúa Giê-xu, lời Ngài có gì quan trọng đâu, lời Ngài khó nghe quá. Chúa Giê-xu nói lời của ta là thần linh và sự sống. Khi ăn nuốt lấy lời Đức Chúa Trời là anh em nhận sự sống thêm vào. Khi anh em nhận lấy lời Đức Chúa Trời thì tâm linh của anh em nhận thêm sức lực từ nơi Chúa, bởi vì năng quyền được ẩn chứa trong lời hằng hữu của Đức Chúa Trời. Đọc báo nó sẽ chán, coi tin tức chút xíu cũng chán, lên Facebook lướt riết rồi đó, mang kiến không thấy chữ. Đọc Kinh Thánh mắt sáng hơn. Kinh Thánh, lời Đức Chúa Trời, lời chắc chắn, thưa anh chị em, lời rất rõ ràng trên nền tảng lời Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu một ý tưởng siêu phàm nữa mà trong Kinh Thánh giúp đỡ cho con cái Đức Chúa Trời hiểu rõ. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 45, bây giờ mọi người thanh niên đứng lên đọc to câu Kinh Thánh này giúp. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 45, Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 45, dạ. Thế vậy có lời chấp ra, người thứ nhất là Adam đã lên một sống, Adam sao hết và thành ba sự sống. Amen. Cảm ơn Khánh. Ở đây chúng ta thấy mấy Adam, hai ông, đúng không? Kinh Thánh nói gì? Người đầu tiên là Adam trở nên hữu thể sống, tức là Adam mà nghe lời vợ rồi ăn trái cấm. Nhưng Adam sau cùng cũng là thần linh ban sự sống. Kinh Thánh nói gì vậy? Giê-xu là đấng đến với chúng ta được gọi là Adam thứ hai hay Adam sau cùng. Adam này tức là Đức Chúa Giê-xu Christ là mang thần linh mà ban sự sống cho chúng ta. Khi mỗi lần khi cầu nguyện, các tôi tới Chúa nói trong danh Chúa Giê-xu, trong danh Chúa Giê-xu. Hồi nãy cầu nguyện báp tên Thánh Linh, anh em thấy không? Đâu có nhân danh tên con người đâu. Trong danh Chúa Giê-xu, trong danh Chúa Giê-xu. Mở miệng ra, rầm. Thấy chưa? Trong danh Chúa Giê-xu, trong danh Chúa Giê-xu. Bởi vì Giê-xu này là thần linh, Giê-xu này là sự sống. Chứ không phải là tín đồ con cái Chúa. Trời ơi, chết rồi.
Danh Giê-xu là danh cứu chuộc, là danh chữa lành, là danh của phép lạ. Danh của Ngài ngự trị trong mỗi cuộc đời chúng ta qua Thánh Linh của chính Ngài. Có còn cái vui sợi nói rằng: thưa mục sư, tôi muốn gọi, tôi muốn kêu danh Giê-xu lắm, nhưng mà tôi kêu không nổi. Đọc Kinh Thánh đi anh em, đọc cho to. Có những con cái Chúa đọc Kinh Thánh vui lắm. Người đầu tiên là Adam trở nên một hữu thể sống. Tôi nói đọc cái gì vậy? Đọc cho to ra. Người đầu tiên là Adam trở nên hữu thể sống, như Adam sau cùng là thần linh ban sự sống. Adam đầu tiên kể bỏ rồi. Adam thứ hai chính là Giê-xu đến để khôi phục lại những gì Adam thứ nhất đã làm hư. Trong Adam thứ hai có sự sống. Chúng ta đang thờ phượng Adam thứ hai. Chúng ta đang chiêm ngưỡng Adam thứ hai. Tên của Ngài trong cõi đời đời, Yahweh đó anh chị em. Khi con cái Chúa biết thờ phượng Đức Chúa Trời, quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Sự sống của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng của anh chị em bởi Thánh Linh của Ngài ngự ở bên trong. Tâm linh của quý vị và tôi là nơi chứa sự sống của Đức Chúa Trời. Ngày nào cũng vậy, tôi dành thời giờ riêng cho Chúa. Tôi thờ phượng Chúa bằng tiếng mới. Sau đó tôi cầu thai. Hồi sáng để bắt đầu từ 4 giờ rưỡi y như thời khóa biểu đó, không thay đổi. Mục sư này được nêu tên đầu tiên trong danh sách sáng nay tôi cầu nguyện. Tại sao vậy? Tôi tới Chúa cần sự cầu nguyện. Tôi cần sự cầu nguyện của anh em. Chúng ta cần sự cầu nguyện lẫn nhau. Để làm gì? Để có sự bảo vệ. Có những lúc cầu nguyện tiếng mới 15-20 phút, 1 giờ, 2 giờ đồng hồ. Chúng ta không biết cầu nguyện cho ai, nhưng mà trong linh chúng ta biết đang cầu nguyện cho vấn đề gì đó, cho hội thánh Ngài, cho một ai đó cần sự thăm viếng của Chúa. Anh chị em ơi, điều này là thật trong Kinh Thánh Chúa nói. Điều này là thật ở trong Kinh Thánh Chúa nói. Thưa dân sự của Đức Chúa Trời, hãy trở lại với nền tảng lời Đức Chúa Trời đi. Đừng bao giờ nói lời Chúa có không. Đôi khi còn nói câu này hên xui. Lời Chúa không có hên xui. Chúa nói một là một, hai là hai. Chúa nói sống là sống, Chúa nói chết là chết. Chúa nói còn là còn, Chúa nói mất là mất, chứ không có hên xui. Mà chúng ta muốn mất hay muốn còn? Còn. Muốn sống hay muốn chết? Sống. Hội thánh đầy ơn, chọn khôn ngoan vô cùng. Chúng ta muốn hạnh phúc hay chúng ta muốn gặp khó khăn? Mọi người sẽ nói hạnh phúc. Có ai muốn sống tới 105 tuổi không? Cầu xin Đức Trời ban phước cho ông cụ. Thứ dân sự của Đức Chúa Trời, khi chúng ta sống giữa trần gian này, bệnh tật đau yếu đó là chuyện rõ ràng nó xảy ra mà. Nhưng làm sao để chúng ta sống khỏe được? Làm sao để chúng ta phải sống là người ta nhăn, người ta buồn trên gương mặt, còn mình cười hoài, mình có thể hát được hoài? Làm sao mình làm được chuyện đó? Không phải cố tạo đâu anh chị em. Sự sống trong lòng của chúng ta. Thưa dân sự của Đức Chúa Trời, Adam thứ nhất hư rồi, Adam thứ hai đến khôi phục. Chúng ta sống không theo bản chất của Adam thứ nhất, mà chúng ta sống theo bản tánh của Adam thứ hai. Giê-xu vua muôn vua, đầy dây quyền năng. Giê-xu vua muôn vua, đầy dây quyền năng. Hát dễ ợt à? Nó không bị kẹt xe. Đúng không anh em? Cửa đời đời nâng cao lên, vua vinh quang đang hiện đến. Tôi có gửi biếu cho một sự chùa tọa ở đây, bản thánh ca được chuyển ngữ. Con gái tôi Việt Nam chuyển ngữ cho hội thánh địa phương. Cứ mỗi một tháng gì sẽ có 2 bài mới để hát thờ phượng Chúa. Bản thánh ca tự đề là Yahweh. Tôi biết mục sư này thích danh Yahweh, danh xưng của Đức Chúa Trời. Tôi nghe bài giảng của mục sư này rồi. Yahweh, Yahweh. Chỉ có đấng đó chúng ta thờ phượng thôi anh chị em. Sáng thức dậy xin đừng nhớ đến điều gì hết. Bao nhiêu cái bill giờ để nó qua bên đi. Đưa nó vô tủ đóng cấp lại. Ngó nó chỗ khác, cầm cái tay lên. Chúa con cần ra quê. Chúa nói không nổi cũng nói nữa. Nhiều khi lúc buổi sáng thức dậy cái chân nó còn nó cần xài lai vậy đó. Chúa con tin là cái chân bữa nay nó đàng hoàng. Chúa con tin là Ngài xứng giàu cho con. Bởi vì mình đang ở trong quý vị trí được phước mà mình cứ thụp lo hoài vậy đâu có được.
Mình đang ở trong vị trí được phước, ra mặt Đức Bà Chúa, con tin ngày hôm nay ngày tốt đẹp, Chúa ngày hôm nay là ngày tuyệt vời cửa hàng của con. Con tin bởi vì con tin nơi Đức Chúa Trời. Cứ nói điều đó anh chị em. Đức Chúa Trời thành tín làm cho chúng ta. Lý do tại sao vậy? Lời Đức Chúa Trời là lời chắc chắn cho đời sống của con dân của Đức Chúa Trời. Thưa dân sự của Chúa, tôi kể quý vị câu chuyện này. Mẹ tôi năm nay là 91 hay 92 giờ, tuổi thầy tuổi việc tôi cũng quên rồi. Một năm bà nghe toàn bộ Kinh Thánh 4 lần, và mỗi một sách bao nhiêu đoạn bà nhớ thuộc lòng. Với tuổi đó đó, cầu nguyện không lẫn lộn Kinh Thánh. Trước khi đi công tác tôi gọi điện về, má con đi công tác nhiều ngày, con đi bình an nghe con, má cầu nguyện cho con. Bà nói và cười qua điện thoại, con đi Chúa sức dầu cho con nghe. Tới tuổi này còn nhớ má. Bởi vì cha mẹ tôi dạy tôi lời Chúa từ hồi nhỏ mà. Chính cha mẹ tôi nuôi tôi ăn học mà. Trước đây khoảng thời gian còn 60 năm, bác sĩ nói bà tiêu, chết chứ không sống nổi. Tôi nói được rồi bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, các bác sĩ giỏi Sài Gòn đã lắc đầu. Cho nên được cầu nguyện chùa làm và sống tới giờ. Một ngày Chủ nhật nghe bài giảng xong rồi bà còn thấm ý lại nữa. Bà nói hôm nay má nghe lời Chúa rõ lắm con, con giảng sách đó đó, câu đó từ câu đó từ đó, con phải giảng con đâu, phải con chia sẻ ý này không con? Thanh niên nghe bà nói hả, bà sống nhờ cái gì vậy anh em? Cái này nè các cụ ơi, cái này nè các cụ, các ông bà ơi, cái này nè, cái này nè, đi vào trong lòng của chúng ta. Sáng hôm nay Chúa cho tôi một cái hình ảnh rất tuyệt vời. Bây giờ tôi kể cho anh chị em nghe. Tôi ở nhau nhà một sinh nhật, thì khi tôi thờ phượng tôi hay giơ tay cao lên vậy. Thì trong phòng đó có cái tấm kiếng, Chúa bảo con bây giờ con giơ tay cao lần thường ngày, bây giờ con thử đưa thẳng cái tay ra coi ra hình gì. Tôi nhìn Chúa, hình thập tự giá gì, hình gì? Nhìn đi, nhìn đi, đúng không anh em? Cách nay khoảng chừng tầm 4 năm, nhóm bác sĩ Mỹ đã khám phá ra một loại protein có tên là laminin. Mà khi phóng đại nó ra thì cái hình hoàn toàn dạng thập tự giá. Cái laminin, protein laminin đó, nó có một cái chức năng là nó tiết ra một cái tiết tố, chính nó giữ các laminin khác với nhau, và phía dưới của nó giữ các tế bào đứng đúng vị trí, không nhúc nhích được. Mà nếu mà cái tế bào mà nó nhúc nhích đó thì kêu xe cứu thương tới đó. Hả? Nó giữ đúng cái vị trí hết. Anh chị em, có phải sự sống của Đấng Christ mà Cha Thiên Đàng đã để sẵn trong chúng ta của anh chị em? Có một lần nọ khi tôi cầu nguyện cho người bệnh, lúc bây giờ Thánh Linh trong lòng tôi, tôi bật ra trong danh Giê-xu, tôi ra lệnh cho hệ thống protein laminin hoạt động đúng mức. Vừa nói chữ đúng mức, giăng cái băng ra ngoài liền. Cái gì vậy anh chị em? Đụng tới thập chữ giá là phép lạ bùng liền. Miệng chúng ta nói thập tự giá, phép lạ bùng lên liền. Đang đau đầu, đặt tay lên đầu trong danh Chúa Giê-xu. Đừng nói là cầu nguyện cho dân cái đầu ra nghe. Trong danh Chúa Giê-xu, ta ra lệnh cho đau yếu bệnh tật buông. Anh em đang ở trong vị trí có thẩm quyền để bảo nó buông thì nó phải buông. Sáng thức dậy tôi muốn bệnh quá thì nó vô. Sáng thức dậy rước nó vô, tôi muốn bệnh quá. Nói thầm ở trong lòng, ông hồ sư tính vui lòng dùm nghe, ông sư tính thông cảm với em ngô sư. Bữa nay em dậy em đi không nổi, em muốn bệnh quá. Tôi bảo đảm nằm luôn tới buổi chiều. Bởi vì chúng ta đã thỏa thuận với nó rồi là rước nó vô. Đừng thỏa thuận với nó nữa. Mở thánh kinh ra, công bố vào lời Đức Chúa Trời. Lời Chúa được rao ra không bao giờ trở về luống công. Lời Đức Chúa Trời là lời sắc bén, sắc hơn gươm hai lưỡi, trong danh Chúa Giê-xu, danh giao quê. Ta ra thì coi, bom! Thưa dân sự của Chúa, đây là thẩm quyền Chúa trao cho chúng ta. Mỗi buổi sáng khi chúng ta cầu nguyện thờ phượng với Chúa Trời, khi chúng ta gặp mặt Chúa, Chúa con cảm ơn Ngài ngày hôm nay còn sống.
Chứ đừng có nói là hôm nay con bận lắm cầu nguyện 3 phút. Xin đừng nói. Đôi khi công việc không có gì quan trọng mà ma quỷ nó làm cho cái đầu của chúng ta suy ngẫm là chỉ có 3 phút với Chúa nha, mà được cầu nguyện gấp gấp nha, 1 phút rưỡi nha. Bây giờ cái hợp đồng nó nhanh lắm, nó sắp tới. Rốt cuộc gặp ta nói xin lỗi, tôi không ký hợp đồng đâu. Có không? Mới vừa đưa ta lên thờ phượng Chúa, điện thoại reng 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 reng. Nhìn cái điện thoại, rủ con cảm ơn Chúa lấy nhìn. Chắc là mối lớn, cầm lên. Dạ xin lỗi tôi lộn số. Tôi minh họa bằng thí dụ này để cho chúng ta thấy sự đánh giá là ai quan trọng hơn ai. Amen. Nếu chúng ta để Chúa là quan trọng hàng đầu, phép lạ sẽ xảy ra cho anh chị em trước. Phép lạ sẽ xảy ra, phép lạ sẽ xảy ra, phép lạ sẽ xảy ra. Thưa dân sự của Đức Chúa Trời. Và điều thứ hai chúng ta suy gẫm lời Chúa tại đây là thực hiện cái sứ mạng của nó. Trong câu 11 phần B nói, nhưng sẽ thực hiện cái ý ta muốn và hoàn thành việc ta giao. Khi lời Đức Chúa Trời buông ra, khi lời Đức Chúa Trời được công bố, thực hiện sứ mạng của nó. Khi Đức Chúa Giêsu Christ từ trần Ngài giáng, Ngài đến trần gian này, Ngài thực hiện sứ mạng của chính Ngài. Khi anh em và tôi nói công bố sự chữa lành, sứ mạng của cái câu kinh thánh đó là lành. Còn cái sứ mạng của cái câu là muốn bệnh á, là nhà thương, là bệnh viện. Đúng không anh chị em? Cái sứ mạng của lời Đức Chúa Trời, hãy chúc phúc cho con mình. Ai làm ông nội, ông cô, bà cô, tôi khích lệ. Chúc phúc cho đàn cháu, nếu đàn cháu 50 đứa cũng chúc phúc đầy đủ 50 đứa luôn. Sáng đó khoanh tay thưa ông nội đi học, Chúa chú cho con đừng tiếc lời nói. Bởi vì chúng ta đã buông ra một lời mà sứ mạng của nó là con chúng ta nó được phước, cháu chúng ta được phước, con mình thành đạt ở tại công ty. Nó đứng đằng đầu không đứng đằng cuối. Amen. Có người nói, vậy là nói sao mục sư? Tôi nhìn tới đây, chắc nào giờ cô không đọc kinh thánh phải không? Hình như đâu đó. Vậy tối nay về đọc kinh thánh đi, để biết cách chúc phước con mình. Đúng không nè? Chúc phước cho con mình. Đôi khi người Việt chúng ta bị ma quỷ dẫn dụ sử dụng cái miệng chúng ta nói nhiều sai trật. Nghiệt ngã đổ trên đầu con mình, nghiệt ngã đổ trên đầu con dâu, nghiệt ngã đổ cho trên đầu con rể, đổ rối loạn hết. Chúng ta đổi cách đi. Trong danh Chúa Giêsu con, bà con chúc phước cho con. Bà trong danh Chúa Giêsu chúc phước cho con của con. Trong danh Chúa Giêsu chúc phước cho cháu nội của con. Trong danh Chúa Giêsu chúc phước cho nó, chúc phước cho nó. Một đứa nhỏ mà nhận được sự chúc phước, anh chị biết điều gì? Nó nô đùa suốt ngày. Và nó muốn lấy cái nhà thờ nó trở thành cái nhà của nó. Anh chị em có biết không? Bởi vì sao? Tình thương nó lóa vào trong lòng của nó. Nên khi nó nghĩ đến cha mẹ của nó là nó thấy đầm ấm rồi. Nó nghĩ tới ngày Chủ nhật được cha mẹ bỏ lên xe đem tới nhà thờ thờ phượng Chúa. Rồi nó nghĩ rằng nó có lúc ra đứng ở tay đây. 30 năm sau nó trở thành gì? Là một sư thế cho một sư tính. Lúc đó già rồi. Chúng ta phải suy nghĩ chuyện này thưa anh chị em. Đúng không thưa anh chị em? Nó mang sứ mạng của nó. Nói lời Đức Chúa Trời, công bố lời Đức Chúa Trời. Ngay cả bạn hữu của mình, con cái Chúa trong hội thánh, hãy nói lời của sự chúc phước. Nhắn tin với nhau cũng có lời của sự chúc phước. Chứ không phải cần người ta giúp việc rồi người ta là giúp cho mình không được nên trả lời, không cần đâu. Không, người ta giúp cũng cảm ơn Chúa. Người ta không giúp cũng cảm ơn anh nghe. Chúc phước cho anh, chúc phước. Nếu gặp cái người nhăn nhăn khó chịu cứ chúc phước hoài, riết cái mặt họ ngang ngắn đàng hoàng thôi. Chúc phước cho họ, chúc phước cho họ, chúc phước cho họ, chúc phước cho họ. Kinh Thánh Chúa nói điều này và thưa anh chị em, mang sứ mạng của Đức Chúa Trời và hoàn tất công việc sứ mạng của Đức Chúa Trời. Chúng ta đến với Sa-môn nhì đoạn thứ 5. Trong Sa-môn nhì đoạn thứ 5 và Ê-sai đoạn 2, chắc các con gái Chúa ở trên đất nước này nhớ đến cái sự kiện ngày 14 tháng 5 phải không, năm 2018. Anh chị em còn nhớ sự kiện nào không? Sự kiện gì không? Ông Trump khánh thành tòa đại sứ Mỹ tại Jerusalem. Người ta nói nhiều đời tổng thống không ai dám có thể đưa tòa đại sứ Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem. Tháng Giêng năm 2018 ở Paris, các nước họp lại 2/3 các nước đồng ý Jerusalem là thủ đô của Israel. Tối nay vì anh em xem lại dùng tôi ở trong Sa-môn nhì đoạn 5 đi, có phải chính vua David chiếm thành Sion, đánh dân Jebusit chiếm Jerusalem về sau lập thành David không anh em?
Và Sion đó, vua David mang hồn giao ước Đức Chúa Trời về để thiết lập một nơi thờ phượng Đức Chúa Trời. Có phải vậy không anh chị em? Và Jerusalem vì sao trở thành thủ phủ hay là thủ đô của dân Israel? Lâu lắm rồi. Cho đến khi họ lập quốc 1948 thì Jerusalem không phải là thủ đô. Nhưng trong tâm khảm của họ, Jerusalem là thủ đô. Các dân tộc trên thế giới kinh thánh nói là thủ đô. Hồi giáo bảo là không phải thủ đô, nhưng nó là thủ đô. Mà cái ngày mà khánh thành đó, Tổng thống Donald Trump cho livestream. Tôi thích cái đoạn này lắm. Tôi theo dõi tình hình, tôi coi. Tôi nói Chúa, cảm ơn Chúa nha. Khai mạc hết rồi, họ trình tự sắp xếp rồi. Mời một mục sư đứng lên đó cầu nguyện chúc phước. Tại sao? Ê-sai đoạn 2. Quý vị lắng nghe phần đoạn kinh thánh tuyệt vời này. Trong Ê-sai đoạn 2 đã có lời tiên tri nói rồi mà. Câu 2 và câu thứ 3 chép: trong những ngày cuối cùng, núi của đền thờ Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên các đỉnh núi, vừa cao hơn các đồi. Mọi quốc gia sẽ đổ về đó, nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng: hãy đến, chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va. Anh em thấy ngày hôm nay có chưa? Kế tiếp hãy lắng nghe: đền thờ của Đức Chúa Trời của Gia-cốp, Ngài sẽ dạy chúng ta đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài, vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn và lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem. Ứng nghiệm ngày của Chúa Giê-su tái lâm, 1000 năm bình an. Thủ phủ này là nơi vua của các vua, chúa của các chúa cai trị trên khắp đất này 1000 năm bình an. Ủa gì thế chứ? Cả thế giới theo dõi livestream này đó. Lúc đó tôi vui quá, nhắn cho ông mấy câu mà không biết ông có đọc không. Vui quá, vừa xem mà vừa hát: Chúa tuyệt vời, tuyệt vời. Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. Anh chị em, mỗi khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời và cầu nguyện cho hội thánh mình ở tại đây, hãy hướng về Jerusalem. Tại vì tại sao? Chỗ đó vua muôn vua sẽ cai trị. Sion, khi dân sự Đức Chúa Trời thờ phượng Đức Chúa Trời, hãy nhớ đến Sion. Jerusalem, chúc phước cho dân tộc này, chúng ta sẽ được phước. Lời hứa cho dành cho Abraham mà. Ai chúc phước cho các người đó được phước mà. Thưa dân sự, đừng tiếc lời nói của chúng ta. Đừng tiếc rằng chúng ta sẽ bị mất thì giờ. Nếu bảo rằng mất thì giờ, đã mất lâu lắm rồi anh em. Đã mất nhiều lắm rồi. Đây là giai đoạn chúng ta lấy cái thì giờ lại, dâng lên cho Đức Chúa Trời. Chờ đợi Chúa 3 phút khi chúng ta cầu nguyện. Quỳ gối đó chờ Chúa 5 phút để Chúa phán. Chờ đợi Chúa 6 phút để Chúa chỉ cho cách ký hợp đồng. Còn 3 phút đứng dậy ký hợp đồng nhầm. Hừ, giờ mua cái nào? Tôi vui vui tôi kể, nhưng mà có những chuyện thật đó nghe anh chị em. Thật đó anh chị em à. Bởi vì con cái của Đức Chúa Trời, Chúa muốn ban phước. Dân Israel cũng vậy. Dân Israel đứng đằng đầu chứ không phải đứng đằng đuôi. Ở trên cao chứ không phải dưới thấp. Lúc tôi còn nhỏ, khi tôi đọc câu kinh thánh đó, tôi nói kinh thánh ghi nhầm rồi. Đằng đầu đằng cuối chứ văn chương gì kỳ cục vậy, đằng đầu đằng đuôi. Cho đến khi lớn rồi tôi nói: Chúa, con nhầm rồi, con sai. Bởi vì con kém, con không hiểu lời Đức Chúa Trời. Đằng đầu và đằng đuôi, dân của Đức Chúa Trời đứng đằng đầu, mà nếu đi ngược lời đường lối Đức Chúa Trời thì thành đuôi. Bởi vì cái đuôi nó theo cái đầu, cái đuôi nó đi theo cái đầu. Cái đầu nó lắc qua mày, cái đuôi nó lắc. Hai cái đầu nó quẹo rồi đấy, cái đuôi nó quẹo rồi. Hội thánh là cái đầu. Ngày hôm qua mùa xưa Nhật chở tôi vòng quanh cái khu vực gần cái chỗ mà nhà thờ bên đó, cái chỗ nhóm, để tôi hai người cầu nguyện. Và tôi nói mục sư Nhật là ước gì ngày hôm qua có mục sư tính đi cùng cầu nguyện để triệt hạ cái chỗ mà thờ lại hình tượng. Chỉ có một miếng khu vực, nó không có lớn mà lúng nhúng thờ hình lại tượng không. Hỡi các con trai con gái thật của Đức Chúa Trời, hãy đứng dậy bằng sự cầu nguyện. Quý vị đâu có đi bộ cầu nguyện đâu, lái xe cầu nguyện mà. Và trong đó có aircon nữa mà, máy lạnh mà, mát mà, đâu có nóng đâu. Cầu nguyện đi. Cầu nguyện đi để cứu đồng bào mình ở Little Sài Gòn, ở Westminster. Chúa đặt hội thánh Chúa tại đây không phải là vô cớ, anh chị em. Tôi không ở đây,
Tôi nói để quý vị cầu nguyện. Tôi về Việt Nam. Đức Chúa Trời đặt chúng ta tại đây để chúng ta có một sự khác biệt với những người khác. Hôm tối thứ sáu khi nhóm xong rồi bước ra ngoài, anh David này chỉ ông sức. Nghe nói nay tự nhiên bây giờ tôi nói được. Nói giờ thì nói giờ trong danh Chúa Giêsu ra lệnh mà đi. Trong danh Chúa Giêsu tôi vô hiệu hóa người trong danh Chúa Giêsu. Hồi nãy giờ sáng giờ tôi đến tôi tìm chỗ chẳng đi rồi không thấy nữa. Chúng ta có quyền nói Jericho lớn cỡ nào cũng sốc. Lái xe chạy vòng vòng cầu nguyện tiếng mới. Lái xe chạy vòng vòng cầu nguyện tiếng mới. Chúa trong danh Chúa còn lấy cái này lại. Biến nó thành nhà thờ. Chúa trong danh Chúa lấy cái này lại. Bao nhiêu giá đừng hỏi giá. Hỏi đừng mình xỉu à. Không cần hỏi giá. Đức Chúa Trời cho cái giá. Chúa còn lấy lại. Chúa còn lấy lại. Hãy suy nghĩ đến em. Thì giờ chúng ta bỏ làm gì? Tôi tin Thánh Linh của Ngài đang đụng trong lòng anh chị em. Về nhà tối nay lập cái plan liền. Gọi điện cho mục sư chủ tọa. Mục sư báo cho mục sư em hưởng ứng. Chúng ta hẹn vào ngày nào tháng nào buổi chiều lúc mấy giờ. 15 phút thôi. Chạy xe chậm chậm. Đưa tay. Chúa đất này là của Chúa. Chúa chúng con chiếm lại. Chúa khu vực này là của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói gì? Lời Chúa ta, lời của Đức Chúa Trời buông ra. Không bao giờ quay trở lại mà. Vô hiệu quả. Lời cầu nguyện của chúng ta mà. Thưa anh chị em. Hồi nãy trước khi bước vào đây, tôi đến thì tôi để cái cặp ở phía cuối phòng nhóm. Tôi đi ra ngoài, quý vị biết làm gì? Tôi đi vòng vòng, tôi có nguyên tiếp đó. Tôi kiếm nó. Tôi phải đuổi nó đi xa xa ra để Thánh Linh của Chúa tự do vận hành ở tại nơi này. Thưa anh chị em, Thánh Linh Đức Chúa Trời bên trong, Thánh Linh Đức Chúa Trời được tuôn đổ bên trên, lời Đức Chúa Trời trước trong lòng của chúng ta, suy gẫm lời Đức Chúa Trời, anh chị em. Bài học ngày hôm nay giúp chúng ta điều gì vậy? Trong sự áp dụng, công bố lời Đức Chúa Trời bất cứ khi nào, bất cứ giờ phút nào, anh chị em. Có người nói ông mục sư tôi bận lắm cầu nguyện không được. Tôi nói kẹt xe vẫn cầu nguyện tốt mà. Kẹt xe vẫn cầu nguyện tốt. Tại sao cầu nguyện tiếng mới? Có ai hiểu đâu? Cho nên mình ta hiểu ta thờ phượng Chúa. Đang làm việc vẫn cầu nguyện tiếng mới được mà. Chỉ có một việc không thể cầu nguyện thôi. Đang gây lộn. Đôi khi nó có những chuyện bất cập như vậy. Là con người mà. Đôi khi chịu không nổi. Nổ tung lên. Anh em. Cho nó ra khỏi nhà trước khi nó nổ. Cầu nguyện bằng tiếng mới. Trong cái nhà mình có sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Thì anh xem coi cái độ mà TV. Trong nhà nó giảm tốc độ xuống đi. Cái giờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Anh em có sức sống của Chúa. Người cao niên. Ông bà cụ cao niên nắm tay lại. Mình ơi. Mình cầu nguyện với nhau nghe. Để anh cầu nguyện cho mình nghe. Tôi muốn nghe tiếng âm nghe. Thưa dân sự của Chúa, tôi muốn tâm tình rất thật trong vấn đề này. Tôi với nhà tôi học Kinh Thánh chung, hát bài chung, thuộc tiếng Việt lẫn tiếng Anh, hát nhầm hát lại. Có nhiều khi con tôi nói ba ba, bố ơi sai rồi đó, trật phách làm lại đi bố. Học nữa, hát nữa, hát cho đến khi tôi thuộc. 2:30 sáng tôi thờ phượng Chúa trong linh của tôi bằng lời cái bài hát giao quê. Lời bài hát đó đó. Nửa đêm đâu có thể mở miệng ra mà hát to được. Nhắm nghiền mắt lại mà thờ phượng Chúa, Chúa giao quê của con. Khi chúng ta bắt đầu sự thờ phượng, anh chị em biết chuyện gì xảy ra. Bàn tay của anh chị em sờ được cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn nghe tiếng nói của con mình ra làm sao thì Cha Thiên Đàng muốn nghe cái tiếng nói của mình y như vậy mà còn nhiều hơn nữa, anh chị. Kinh Thánh Chúa nói khi chúng ta đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Khi chúng ta đến gần Đức Chúa Trời, chủ động đến gần Đức Chúa Trời, chứ đừng bao giờ cầu nguyện Chúa ơi Chúa đưa cái miệng con lên để con cầu nguyện. Cái miệng lên hay xuống là miệng của anh, đúng không nè? Có người nói không có tiếng mới đâu. Tôi nói anh cắn cái, anh cắn cái miệng lại hay cắn cái lưỡi? Anh cắn cứng ngắc rồi. Làm sao mà còn nghe tiếng mới? Nghĩ một cách rất đơn giản. Có phải cái lưỡi của chúng ta đôi khi nó cũng lôi thôi hả? Thánh Linh Chúa mượn đây Chúa. Hallelujah. Mà khi hallelujah. Bao nhiêu cái giận nó đi ra hết trơn. Nó đi hết rồi.
Còn nếu nhìn nó nữa, giận nữa, nhìn nó giận nữa, nhìn nó giận nữa, thôi bỏ qua đi, bỏ qua đi. Chúa, cầu xin Chúa giúp đỡ cho con bỏ qua. Hallelujah, hallelujah. Lúc đầu thì nó còn hơi lửng khựng chút xíu, cái tay nó còn cứng đơ đơ. Thì thôi hallelujah, Chúa, Chúa, con cảm ơn Chúa. Cái bắt đầu nước mắt nó chảy ra rồi. Anh em ghi bàn thắng trước mặt ma quỷ. Ghi càng nhiều càng tốt. Bởi đây là chiến trận anh chị em ạ. Ai cũng phải trải qua chiến trận này. Thưa quý con dân của Đức Chúa Trời, hội thánh là nơi để được phước. Hội thánh bao gồm những con người đã được cứu. Hội thánh là những người công bố lời Đức Chúa Trời. Hội thánh là những con người thờ phượng và cầu nguyện. Hội thánh là những con người mang điều tuyệt diệu của Cha Thiên Đàng xuống tận mặt đất này. Thưa anh chị, bài học áp dụng cho buổi chiều hôm nay và cứ tiếp tục công bố lời hằng hữu của Đức Chúa Trời. Thuộc lòng Kinh Thánh, nói bằng Kinh Thánh, công bố bằng Kinh Thánh. Nếu quên cầm của Kinh Thánh, nếu mà mắt còn sợ, mắt còn kém, mang thêm một cái kiến vô. Chúa, con nghĩ câu này, con thích cái câu này nè Chúa. Ê-sai đoạn 55 câu 11, con muốn thuộc câu này là Chúa. Ở tín đồ địa phương tôi cũng như người cao niên. Mà hai hội thánh, một cái thì ở Sài Gòn, một cái dùng quê, trực tuyến qua hệ thống Internet. Thì có một chị này cũng khoảng trên 60, chị ấy kể lại, ông sư, học rồi Chúa, thanh niên nó hơn mình, học nó nhớ nhớ, còn em học hoài nó không nhớ. Em tính vậy nè, một tuần không nhớ thì 4 tuần, mà 4 tuần không được em tăng lên nữa cho đến khi nào nó vô thôi à. Tăng lên cho đến khi nào nó vô thôi. Chúa Giêsu nói, ai ăn thịt ta và uống huyết ta, ta ở trong người đó và người đó ở trong ta. Cầu xin Đức Chúa Trời chúc phước cho dân sự áp dụng lời Chúa tuyệt vời trong ngày hôm nay.